dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 dài khoảng 117,5 km, tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, hiện đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk gấp rút đẩy nhanh các giai đoạn liên quan để triển khai dự án. Dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Lắk có chiều dài 48 km với tổng mức đầu tư là 6.485 tỷ đồng. Hiện nay, các đơn vị đang khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm khởi công trong tháng 6 2023. Trong đó, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng gói thầu xây lắp trước ngày 30 tháng 6 và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31 tháng 12. Tại huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk, thì tuyến đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa đi qua dài 14 km. Đến nay, huyện EAK đã bàn giao việc cắm mốc lộ giới 13 trên 14 km, đã gửi thông báo thu hồi đất đến các hộ dân, tăng cường công tác giám sát chống trục lợi từ dự án. Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản dự án thành phần 1, Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản dự án thành phần 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản dự án thành phần 3. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, đến nay công tác khảo sát đã hoàn thành 100% đối với các hạng mục gồm thi công, lắp đặt hệ thống móc mạng, khảo sát địa hình, thu thập số liệu, khảo sát thủy văn, khảo sát giao thông và dự báo, khảo sát địa chất, khảo sát mỏ vật liệu xây dựng, bãi thải, trạm trộn bê tông nóng. Khi dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được đầu tư xây dựng hoàn thành, đi vào khai thác, sẽ tăng cường thêm một trục ngang quan trọng cùng với tuyến quốc lộ 26, kết nối tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, hình thành mạng lưới giao thông đường bộ hoàn chỉnh để phục vụ kết nối Khánh Hòa với Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho tỉnh Khánh Hòa nói riêng và vùng Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ nói chung. Mở ra tuyến đường vận chuyển nông sản của vùng Tây Nguyên xuất khẩu đến các nước trên thế giới thông qua cảng biển Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.